vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, dưới đây là thông tin rất nóng liên quan đến tình hình dịch bệnh trên cả nước mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Tối mùng 3 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Cầu Giấy, Hà Nội thông báo khẩn tìm người đã từng đến tiêm chủng tại tòa nhà FPT Phạm Văn Bạch do F0 đã từng đến đây tiêm vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, quận Cầu Giấy thông báo những người đã đến địa điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại trụ sở tập đoàn FPT số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy trong thời gian từ 13h30 đến 15h30 ngày 27 tháng 8 và 8h đến 10h ngày 30 tháng 8 cần tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn cư trú để được tư vấn hỗ trợ và lấy mẫu xét nghiệm hoặc gọi điện thoại số 0969 082 115 0949 396 115 CDC Hà Nội. Được biết trong khoảng thời gian trên, có một ca F0 từng đến đây để đi tiêm chủng. Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 3 tháng 9 đến 6 giờ ngày 4 tháng 9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 6 ca nhiễm mới đã được cách ly. Các ca bệnh này phân bố tại 4 quận huyện: Thanh Xuân 2 ca, Hà Đông 2 ca, Đống Đa 1 ca, Hai Bà Trưng 1 ca và phân bổ theo chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. 6 bệnh nhân thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng. Bệnh nhân 1, LS, nam, sinh năm 2015, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được xét nghiệm 2 lần âm tính và chuyển cách ly tập trung từ ngày 29 tháng 8. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Bệnh nhân 2, DTL, nữ, sinh năm 1981, ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa là con của bệnh nhân DTT và DTX, được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 2 tháng 9, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Bệnh nhân 3, NTH, nữ, sinh năm 1986, ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân NTTH, làm cùng phân xưởng. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. Bệnh nhân 4, LTT, nữ, sinh năm 1949, ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa. Bệnh nhân là F1 sống cùng nhà với bệnh nhân NTT đã được xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Bệnh nhân 5, TNH, nữ, sinh năm 2001, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, hàng xóm của bệnh nhân BTN và là con của bệnh nhân HTK, đã được xét nghiệm 3 lần âm tính. Ngày 2 tháng 9 được chuyển cách ly tại khu cách ly đại học FPT và xét nghiệm lần 4, kết quả dương tính. Bệnh nhân 6, VNDM, nam, sinh năm 2007, ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 1 tháng 9, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu cách ly đại học FPT. Ngày 3 tháng 9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.430 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.559 ca. Số mắc là các đối tượng đã được cách ly là 1.871 ca. Riêng tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, tính từ ngày 23 tháng 8 đến sáng mùng 4 tháng 9, đã ghi nhận 423 ca mắc. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và quý vị cũng đừng quên ấn like và subscribe, ủng hộ cho kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.